Nhà của chú cho cô với chú thưởng nước đi, bơi cho con đi thăm lá lưới với chú là được rồi. Rồi, được rồi. Vậy là hợp lý rồi. Mà không có bánh lái á, thì mình sẽ bơi đằng sau. Mình vừa bơi vừa lái nha. Đó có bánh lái. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp. Và như lời đã hứa thì hôm nay Bùi Hồ quay trở lại thăm chú bên với một cái chiếc xuồng mới. Sáng ngày hôm nay thì Bùi Hồ có liên hệ với chú rằng chú có đi giăng lưới hay không. Chú nói ngày hôm nay chú đã đi thăm sớm rồi. Và hiện nay chú đang làm một cái công việc đó là đóng những cái tấm vạc xuồng để đưa chiếc xuồng mới vào sử dụng của cô bác quý anh chị. Và cũng thay mặt luôn cho gia đình của anh Bình ở Canada hỗ trợ cho chú mua lưới mới để chú có thể mưu sinh trong những ngày sắp tới. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ ha. Đây, đường này mới múc. Cái con kinh này mới nào viết đó cô bác quý anh chị. Nên là nữ là cũng khá là khó đi. Đó, chứ trước đây thì đây. Mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ. Dạ, con chào chú. Ồ, đóng đẹp vậy chú. Con bước xuống đây được không? Được, cứ gác à. Dạ. Cầu luôn là không nhúc nhích đâu. Miễn nó nhúc nhích là văng xong. Mình đi khó khăn cái là té xuống trái liền đó chứ. Dạ, cái cầu của chú là làm chú chắc là là bao nhiêu triệu đô chú? Bao nhiêu triệu đồng? Làm cứng sống được rồi chú ơi. Con bước này được không chú? Được. Được không? Được. Ôi sao lắc lư vậy? Thì nó lắc là bị mới chét mà xuồng ấy là nhỏ mà. Còn éo qua bên đây thì ngồi. Dạ con qua kia con ngồi. Xuồng này là xuồng sao sông lớn hả chú? Dạ. Để mà có được những cái thước phim mà nó quay cho nó cô bác thấy rõ thì Bùi Hồ phải sang qua chiếc xuồng nhỏ nhỏ như thế này. Và đây là cái chiếc xuồng cũ của chú bên nha cô bác anh chị. Còn chú bên đang ngồi trên một cái chiếc xuồng mới. Ôi, mới sáng nay đi thăm nhiều cá không chú? Đó được cứu ngoài đó. Dạ. Cái đồ phơi cũng được cứu ngoài. Đúng. Đó. Đóng bồng này hả chú? Dạ. Đó được ký dòng trên nhà. Vậy sáng nay ngon lành này. Dạ cũng được 3 kg cá đồ kiến à. Dạ. Chiều cũng được tính cái này cái kia cũng được 4 kg. Chiều nay mấy giờ chú đi thăm nữa? 3 giờ. 3 giờ chú đi thăm nữa. Hôm nay là mấy giờ chú đi thăm? Sáng 5 giờ. 5 giờ về đặng mình là đóng xuồng nè. Dạ mình tranh thủ mình đi thăm sớm ha. Để mình đóng chiếc xuồng mới này để mình đưa vào sử dụng. Con thấy chiếc xuồng này ngon quá trời ngon luôn chú. Gọn nhẹ ha. Dạ. Tôi phái vậy đó. Cái này nó vừa ý dán đóng con vạc cho nó cứng nè. Mình già yếu đâu phải tuổi trẻ đâu. Dạ. Xin 3 cái dán của chủ nữa nè, rồi của chị 2 cái cảnh mớ nữa. Tự mình gia công mình đóng luôn. Vậy chứ bây giờ mới tiền đâu mình mới nậu mua sống hàng ngày đây để mình đóng như ý mình thôi. Dạ. Đóng này mấy ngày mới xong? Chắc ngày nay xong à. Vậy là khi nào sử dụng? Ngày mai ấy biểu ổng lên trong lấy cái xuồng này mà chú có gặp ổng chưa? Con có gặp rồi, con nói với lại ông hai là kiếm mua chiếc xuồng mới luôn. Vậy ông cũng được, giúp ổng gì cũng được đó. Dạ. Chú gặp cái chiếc xuồng mới nào là hỗ trợ con để mà kiếm chiếc xuồng mới giống như chú cũng được nữa. Trời ơi dễ gì kiếm, tôi thấy là cả vấn đề đó. Có buôn BK cho ổng đó. Hỏi ông BK mấy là con lên cái cửa hàng xuồng con đóng. Đó vậy đó được. Con thấy ông lậu lạnh con thấy khổ không? Thấy cực quá. Cực cái lắm. Dù già yếu nó lạnh cái nữa là còn gì sống. Còn gì chết không hay đâu đó. Dạ. Sáng nay là chú bên đi ăn cái gì á? Ăn sáng á? Sáng hả? Sáng là cháo trắng nấu với cô đi đó. Ăn cháo không hay là có cá khôi không? Cá rô phi mình khô éo. Dạ. Ngon không chú? Mình khô á, thì mình ăn quen cũng quen à. Chứ cũng ngán đúng không? Không ngán. Không ngán hả? Là ăn hoài vậy đó. Dạ. Chứ chú tính tô hết mà 10.000 là rẻ đó. Dạ. Đó, rồi sáng 10.000. Rồi mình uống ly nước đá hết 5.000 rồi thôi, mua đá lạnh 1.000, 2.000 bạc thì rồi đó. Rồi hôm qua là bán được nhiêu tiền? Ngày qua hả? Ngày qua vợ tôi nói hình như là được 40.000 hay vậy đó. Chú có cần cúng cái xuồng mới không? Cúng gì? Cúng á, mua đồ cúng á, mua con gà gì cúng để ở đây á. Dạ theo đúng mua trái cây cúng bà cậu bánh trái vậy. Chứ là con gà luộc chứ. Gà luộc tiền đó mình mua gà bây giờ 100 mấy ký đó. Cởi mua đấy thiếu. Ở xuống mới được. Cũng không ấy mình bông qua rồi chả bánh. Cái có nghĩa là nếu như mình có tiền thì mình mua gà. Dạ. Với lại trái cây bông hoa mình cúng bà cậu là cúng bà cậu là vậy. Chú nói là phải, bây giờ mình không có khả năng chú ơi. Gà hay vịt chú? Ở bà cậu cúng bà cậu gà hay vịt? Theo đúng ra là mình câu lưới này là ta cúng con vịt. Vịt ha? Vịt cào bây giờ như mình, cái mình luộc, nghèo, mình luộc ra cái mình để lên đây. Mình để muỗng xuồng đó, mình... Cái mình cúng cái mình bơi đi luôn. Rồi xuất hành đó. Là bơi cúng xong cái mình bơi vô đem lên nhà chứ. Bơi đi luôn, có ai đâu mà ngồi chung vui với mình phải không? Con ngồi. Để đem lên nhà chú có tinh thần vậy là... Nhưng mà con ngồi được không? Con ngồi chung với chú. Được. Cái chuyện đó bình thường thôi. Dạ. Rồi đầu ngay ra là mình tính cho nó gọn nhẹ mình, bây giờ nó đang thiếu thốn dữ lắm. Rồi hôm nay còn được nhiêu vốn? Thì chắc cũng được 100 mấy đó, chứ chưa có đủ tiền mua lưới nữa rồi. Ba lưới thì rách rồi, không sẵn từ tiền có thể mình tạm chị em đỡ cũng được. Dạ. Hôm nay có mượn tiền ai không? Tiền xài mình còn đó mượn cái chi nữa. Có nghĩa là chú không có thiếu nợ đúng không? Không có thiếu nợ, chỉ đời sống nó có nhiều đó chú ơi. Nói chú mừng. Được chuyến xuồng vậy là tôi nói sao trọn vẹn là cuộc sống tôi vui rồi đó. Bây giờ chỉ còn lo tiền mua lưới nữa là rồi lai sống hàng ngày là phải ra. Có thể bị hai vợ chồng ăn đâu có nhiêu. Đó, ngày không được lít gạo. Đó rồi chủ tính là cá mắm mình có sẵn nữa. Đó chỉ là tiêu hành tỏi bột ngọt thôi chứ không có gì đâu. Bây giờ ước nếu như mà có tay lưới thì mình còn ước gì nữa không? Sao tôi ước vậy thôi, vậy mưu sinh cuộc sống của mình mà chú. Bây giờ cái tinh thần, do cái tinh thần mà cũng như chú nhờ mua bi này giúp đỡ đó, là chú Bình, hai vợ chồng chú Bình với tinh thần mà giúp được 1 triệu 2 triệu đó là tôi nhẹ nhàng dữ lắm. Mua tay lưới mấy trăm ngàn? 1 tay 200, 4 tay là hết 800 rồi. 800? Là mày sống đủ. Là giúp 810 được không? Đâu tinh thần như vậy tôi cũng mang ơn chú cái lắm. Nhưng mà trước hết là mình phải nói là cái tinh thần của chú Bình, cái vận lệ mà Mạnh Thường Quân này vậy giúp cái tinh thần của dân nghèo ở đây như vậy là rất mừng. Mà chú được trong dài với nữa có cái tinh thần lớn nữa để tôi thấy. Thôi bây giờ vậy nè, mình giúp cho chú được rồi, giúp cho ông chú hai ở dưới rồi, ông có thêm xuồng thêm lưới nữa, ông dành cá với chú thì sao? Không có cái kìm sống ổng ở dưới mà tôi trên này cũng rộng rãi thiếu gì. Thôi kệ ai lội đi, còn bây giờ mình ở đây mình mình thiệt á, thiệt rồi này kia cũng chia sớt nhau sống dòng sông cá vô ra mà mình hai người. Ví dụ như bình thường là chú Văn chú được 20 con, bây giờ có chú hai có chiếc xuồng mới nó Văn người còn có 10 con rồi sao chịu không? Thì khúc nào nó dùng. Rồi mưu sinh cuộc sống thì Mạnh ai làm ra thì nhưng mà làm chân chính thôi, đừng có cấp trộm với nhau là được rồi. Đó là mình mạnh giỏi là cứ của mình nhiều mình ăn nhiều, của ai thúi thì đó là kệ người ta, chứ mình là cứ nhớ được rồi. Nhưng mà ở bản thân của chú Bên thì thấy rằng là chú hai ở 80 mấy tuổi, gần 90 rồi. Ổng có lớn tuổi rồi mà lặn lội dưới là chú thấy khổ quá đúng không? Khổ. Bởi vì tôi mới hứa là giúp cho ổng, ổng hỏi thôi chứ xuồng của chú là của anh là Thảnh rồi, thôi anh cho tôi đi. Tôi nói mà chú có hỏi qua vấn đề đó không? Nhưng mà hình như là con thấy chú hai ngại ngại sao á? Chú hai nói đâu có đâu. Ngại ha chú ha? Cái ngại là không ngại, bị mình có cái tinh thần gì rồi đó là cái này. Nhưng mà con hứa với lại chú Bên là như thế này, là trên cái con sông này sẽ có những cái chiếc xuồng như thế này sẽ bơi dọc theo để có bạn đời, nhằm khi hủ hỉ ngồi nhau uống trà cũng vui. Đó có vậy. Kiếm con cá thì sang sẻ với nhau, ví dụ người được 5 con, 12 người 5 con cũng vui. Có khi mình gặp gỡ nhau cái mình trao đổi với nhau cái tình thương mến thương nó vậy đó. Sống bằng cái tình với nhau mà. Đó, chứ mình cũng thấy cô đơn. Có trên bờ xuống hỏi thăm thì cũng nói bà Long ba lát rồi mình đi là mưu sinh nữa rồi mình đi thăm lưới thêm. Không biết là như thế nào á mà Bùi Hồ cứ gặp mấy chú lớn lớn như thế này nè, Bùi Hồ hỏi bây giờ chú có ước muốn gì không? Chú có ước muốn có thật nhiều tiền rồi không? Nhưng mà mấy chú là nói là không có ước muốn nhiều tiền. Không muốn nhiều tiền. Tại vì chú nói là bây giờ tuổi của chú là bây giờ là nó đã xế chiều rồi, nó cũng không được còn được bao lâu nữa. nên thành thử ước có nhiều tiền nó cũng không được gì, cứ sống bình dân bình giải với lại con sông với lại quê hương là được rồi, để tìm về sự thanh bình hả chú ha? Đúng đó, cho nó nhà cái tấm thăng vậy thôi. Dạ. Chứ có khi thiếu số mà chú không giúp này còn cùng cực còn băn khoăn lo nè. Dạ. Lo là lỡ nó bể bất tử rồi bắt lậu nữa, mà lậu biết nổi hay không, cấp này nó yếu dữ lắm rồi. Đối với người già thì ở cái tuổi này thì chỉ cần đủ thôi, không cần dư. Tiền bạc quá nhiều nó cũng không cần thiết, nhưng mà cần nhất là cái sức khỏe, làm sao cho cái tinh thần mình được thoải mái, sức khỏe mình có thể được mình đi đứng rồi giống như mọi người, không có bị lãng bị trí nhớ này kia, loạn thần mất trí lại. Dạ. Mình lo quá, khi lo chuyện này lo chuyện kia đó chú. Dạ. Thì cái đầu óc mình hết suy nghĩ rồi, có thể mình ngủ cũng không được nữa. Dạ. Vậy mình đau rồi cái thù mình như vậy rồi mình lâu hoài mà lâu sao nổi. Dạ. Cũng mong ước cái hang mà nó thì cái chú này hàng đêm có giấy trời Phật rồi có ai lại giúp không? Chưa có thấy ai nói cấp trên ra mà người phước mặt không biết đâu nói. Thì mình cứ thì cúng lại, cứ ước vậy thôi đúng không? Nó ước cũng có khi ước giá ông bài ngó lại độ cho tôi vô tờ giấy số. Bởi có khi chơi hoài đó thấy, có khi thấy cảm thấy mà có tiền cô em là con cháu này mua quán nó gỡ gỡ xé hai tờ cũng may thời có là của mình khỏe cái tấm thân già rồi mình hỗ trợ rồi cho những người nghèo sau nữa. Đó, bữa nay là chú đóng xong đây, tới trưa là xong chiếc xuồng này đúng không? Tới chiều đó à. Thì tới trưa đây rồi chú ngày mai là đi thăm đúng không? Dạ, chiều 3 giờ đi thăm rồi. Chiều 3 giờ đi thăm xuồng mới hay xuồng cũ? Chưa đâu, cái này mua bánh trái rồi cúng ra rồi mấy cô chú. Dạ. Con hiểu rồi. Vậy là ngày mai đi thăm được không? Ngày mai xưa cúng xuồng được không? Được. Con cho chú mượn 200.000 chú mua vịt với lại trái cây. Rồi nào được, chú dằn đủ bán đủ cho con 1.000 ký 20 thì ba dằn 10 ký. Được không? Hay là cho hay là mua bán? Chú cái tinh thần của chú là vậy, là chú nói chú cho tôi như vậy thì chú cho tôi mượn bán nợ chú sao? Thì bây giờ nào mượn mượn nào cho được đó, tinh thần chú mà nếu được vậy là tôi mua con vịt thì chắc cũng 100 mấy đó, cứ giữ về đó rồi chú lên chung vui với tôi cũng sớm giấc sáng sớm này nè. Thôi con muốn là cúng dịch xong rồi cái nhà chú cho cô với chú thưởng nước đi, bơi cho con đi thăm la lưới với chú là được rồi. Được rồi. Vậy là hợp lý rồi. Hợp lý rồi. Đúng không? Rồi sáng giờ đóng được nào đâu chú? Đó, cắt đợt này với cái bẩn đó. Cái này các bác anh chị. Thì lơ cây cứng không đó, mình già yếu lơ cây yếu rồi. Ở cái tuổi xế chiều rồi nên thành nữ cái việc gì làm nó cũng làm cho nó cứng rắn mà được. Cần mẫn lắm nên thành nữ là làm thế nào cho nó chắc ăn cái đó. Bây giờ đo mấy miếng dán để cắt cho đến đây rồi bên kia một cái nữa đó, là ở sau một cái nữa đó. Dạ, ở sau là biết sao không? Đừng để bị mình ngồi ở trước nào sao nắng quá sợ nó nứt, nó vô nước là chỉ mình đóng cái sạp ở sau là tạm vậy thôi. Dạ, ăn thua cái sạp này là từ cái khoảng này là mình già yếu rồi phải cho vững cái chỗ này nè. Con nghe nói chú là hổng gài đi khoe hàng xóm dữ lắm hả? Đâu có, khoe hàng xóm cái chiếc xuồng có xuồng mới á. Cái đó là khoe, là có khoe rồi về vấn đề gặp gỡ anh em uống cái chỗ quán đó là uống cà phê á, bị bơi gì đó mệt á, nói cái tinh thần cho chú nghe. Rồi nói sao? Ta nói sao? Tèn ơi, là nhờ Mạnh Thường Quân bữa đó nó cho cô thấy, nó trời ơi thấy ông chạy dụp xuống tưởng đâu cái gì, tưởng công an nó mời ông hay gì đó, trời ơi già thì mời làm gì, nó khổ tâm lắm. Cho nên vì lẽ đó là tôi mới uống cà phê, tôi nói trời ơi đây nó thì cái cháu là đó là Mạnh Thường Quân người ta giúp đỡ, nhưng mà vấn đề ta dùng bút á, mua bi gì đó người ta hỏi thăm mình, người ta giúp đỡ chứ không có gì cháu ơi. Dạ. Rồi cho nên cái tinh thần vậy đó, rồi cái anh nói thôi chú thấy vậy là chú ông già ai cũng ngồi đó nha, cái ông già đó đó. Dạ. Ông mới xuống, ông nói anh hai coi ông mấy cái xuồng anh có xuồng mới gì rồi thì anh cho chiếc xuồng tôi đi. Tôi nói được, cái đó là giờ tôi để đó rồi nó cũng từ từ nó mục chứ không có làm gì. Thôi anh bơi qua bơi lại đỏ rồi, bởi vì tôi nói tôi chắc không có gặp chú nữa rồi. Thử ra nếu tôi gặp tôi chỉ xuống, là cái ngày hôm qua đó là chú gặp tôi mới chỉ xuống dưới đó. Coi ổng già bả thì mù, nó cũng ngay gian vậy chứ tôi không có dốc láo rồi. Chú là 74. Cô bảy tư ông tới 84 rồi. 84 lớn 10 tuổi. Mà tuổi trong giấy ông tới 89 rồi đó. Dạ. Cái xuồng này bơi là nó có lắc lư dữ không chứ? Không, nó dữ lắm. Tôi bơi về tự ở ngoài mà tôi bơi về đây một tiếng rưỡi đồng hồ đó, tới đó tôi mệt tôi mới uống nước đó, không biết nó làm gì đó. Dạ. Thì tôi mới chỉ tôi nói nó mới nói chú thấy gì bơi chiều mà chú nó có lợi là chú chỉ dưới này cho ổng. Cái cây này nghe cô bác anh chị nói cái đầu đó con quay xuống dưới này là thấy những cái xuồng mà sao lớn này là tốt lắm á. Chứ không phải là cái cây trời ơi BK xài không lại đó đâu. Không lại đâu. Đó, nên thành nữ là cũng mua được cái xuồng này là cũng may mắn, cũng quý. May mắn đó, chứ dễ gì kiếm. Dạ. Cũng nó thấy ông lắp giò rồi đem thu ra. Dạ, lắp giò xong rồi trắm vào chai lại. Không có còn chám nữa, chát chai tôi mua rồi. Nó nào ngay à, thằng đó nó cũng tinh thần lắm đó. Nó mua vào chai nó tính kéo lên nó chát nghe không. Rồi tôi lên tôi nói nó cái là nó chắc lử hoài, tôi bây giờ bán thì tôi không biết làm sao. Dạ. Bây giờ tôi cũng kẹt số là mua giống mít. Chú bên cho con bơi xuồng chứ thử con cảm nhận cái độ rung lắc của nó thôi. Đó đó, bước qua đây nè. Quay giùm anh đi. Dạ. Lấy cái dầm đó chú. Cái dầm đâu chú bên? Không, nó gọn nhẹ đi qua quen rồi. Không, con bơi xuồng này nè, bơi xuồng này để con cảm nhận ngày xưa chú đi cái xuồng này như thế nào. Đó là coi dân miền Tây biết bơi xuồng không cô bác anh chị. Đó là nặng nhẹ này, đó là chú biết rồi. Bùi Hồ là từ nhỏ đến lớn là kiểu là đi học nhiều hơn. Nó nặng là dân miền sông nước nhưng mà hồi bé là có xíu là bà ngoại á, bà ngoại Bùi Hồ cũng 80 mấy tuổi rồi. Có tập chỉ Bùi Hồ bơi xuồng. Đó, cái xuồng đó. Dạ. Nó cho cái dầm đó nhẹ đấy à. Đâu chú? Đó nó dựng đó. Cây đây nè. Cây đó. Kia. Đó. Cái này hả? Cái dầm nó nhẹ lắm đó. Tại vì cái xuồng này không biết bơi là nó xây vòng á. Có cái lái, xuồng này có lái nữa. Xuồng này không có băng lái luôn chú. Chưa, tôi lẻo đánh giá tôi làm băng lái nữa đó. Dạ. Để con bơi xuống dưới kia. Chiếc xuồng mà không có bánh lái á, thì mình sẽ bơi đằng sau. Mình vừa bơi vừa lái nha. Đó có bánh lái. Cái bánh lái này nằm đằng trước rồi. Rồi bơi về đi. Tại ta ngồi trước mũi móc không à. Bánh lái đằng sau nên thành nữ là chiếc xuồng này mình phải bơi ngược lại. Để bánh lái đằng sau nó tự lái. Đó ngồi như vậy. Tại vì khi mà giăng lưới á, mà không có bánh lái á. Đúng rồi. Thì khó giăng lắm. Chiếc xuồng nó sẽ trao đảo. Quay qua anh nha chú, đi mà cái thành thật như vậy là ta là thấy rõ cho cái gì không biết sao đó bơi vậy nó móc nhẹ nó đi tới hoài à. Dạ. Thì chú nặng nó ngồi phải lái hơi hỏng á. Chiếc xuồng này nó gần đụng nước luôn rồi. Đó vậy không biết nó đụng giờ sau này chú chia con lại tay lưới nha. Đó tay lưới đó. Dạ rồi. Vô cái đài, dở lên biết à. Dạ. Đây là cái tay lưới của chú bên nè. Dân ta mừng lắm. Bùi Hồ là biết bơi từ có bánh lái đến không có bánh lái luôn nha cô bác anh chị. Nhưng mà không biết chèo thôi, bơi xuồng là chuyện bình thường. Dạ. Ai mà dân miền Tây mà không biết bơi xuồng, không biết lội thì là sau này thôi. Là cái đài đó nó phân lưới lên. Cái đài phân lưới lên luôn nghe chú. Phân lưới lên cho thấy. Dạ. Quẹn bữa. Tại chiếc xuồng này vài bữa nữa thì nó sẽ trở thành là kỷ niệm đối với chú bên rồi. Cái đài đó. Dạ. Gió nó đẩy xuồng đó. Nhưng mà cũng kỷ niệm nha. Kỷ niệm đẩy cái xuồng đó là mình cũng gió dữ lắm á cô bác anh chị. Củi rồi. Đó, lưới rách vậy đó. Bị con cá đồ kiến này nó phá lưới lắm chú ơi, đâu phải mà cá trắng rồi đâu. Đây cô bác anh chị, đây là lưới của chú nha. Ở đây thì xa xa không biết cô bác anh chị có thấy không. Lưới này bị rách hết rồi. Đây. Nên là nữ là chú phải thay lưới mới thôi. Rồi. Cái này một tay dài không chú Bình? đó đó. Đi đâm lưới này cái công việc cũng nhẹ nhàng mà cũng vui vui. Lưới này mấy phân đó chú ơi? Hả? Lưới này mấy phân? 8 phân hả? 8 phân hả? Dạ. Dính rồi chú ơi, dính rồi. Ở đây lưới dày là dân đâu có ai mua đâu. Dạ. Mà cá đầu kiếm nó khé là 3 ngày là banh rồi. Mùa hồ thì không có sát cá nên là thử là thâm sợ không dính luôn. Rồi, lưới cám vậy mà còn rách đó. Văn thì dễ, hỏi thăm thì dễ nhưng mà văn là cực lắm. Bởi khổ lắm chú ơi, mần đâu phải dễ đâu. À, không có luôn rồi. Không có con nào hết á. Nhưng mà chán. Thôi không có rồi. Ủa nó chìm, nó chìm, nó chìm. Dạ. Rồi chú bên đang cưa qua chú bên. Ê con dài nè chú ơi. Rồi không có cá rồi chú ơi. Nào ngay lưới lành lưới mối thì mình ăn nó nhiều cá hơn. Lưới rách thì nào ngay lưới lành người ta bắt chục con, mình bắt 4 con 5 con nó đâu có nhiều. Cái chiếc xuồng mà có bánh lái á, thì mình sẽ bơi bơi mũi, còn không có chiếc xuồng mà không có bánh lái á, mình sẽ bơi đuôi mình đẩy. Như chiếc xuồng của chú bên là có bánh lái thì sao nó sẽ tự bẻ lái cho mình. Cái chiếc xuồng này mà những người mà không biết bơi vẫn có thể bơi được nha cô bác anh chị. Còn bùi hồ thì biết bơi gành, nhưng mà tấp vô bờ sợ nó đụng chiếc xuồng này. À thôi được rồi, qua đây ngồi đây đi. À, chú ơi chịu tiếp con chú ơi. Ừ ấy không sao đâu. Ê à, tôi đi nó quen rồi, chú không đi lượp chụp mơ té xong cái giỡn không. Nhưng mà con biết bơi mà. Gặp BK là khó thử được. Lấy cây đó cắm lên cho cột. Cây đó. Cây nào chú? Cây đó. Cái này hả? Đây chú. Vậy tôi thấy bằng cái nghề này đó đâu có sung sướng đâu. Nhưng mà dáng mưu sinh cuộc sống chứ sao giờ. Bùi hồ không phải là thể hiện kỹ năng bơi xuồng mà là đi để biết cái chiếc xuồng của chú bên á nó bây giờ nó quá tuổi quá đắt là như thế nào, nó cũng đã nhiều năm lắm rồi cô bác anh chị. Chú bên ơi, ngày hôm nay con đến đây thấy được chú đóng chiếc xuồng để chuẩn bị đưa vào sử dụng. Dạ, thì con và Mạnh Thường Quân là cũng như gia đình anh Bình ở Canada rất là vui mừng. Và con muốn ngày mai này chú đưa cái chiếc xuồng này xuống á, thì con muốn rằng là chú sẽ mua thêm 4 tay lưới mới. Mua thêm một con vịt và trái cây để chú cúng bà cậu. Đó là cái tinh thần của chú mà nếu hảo tâm mà giúp thật tình như vậy là chú cũng mong ơn chú dữ lắm. Đối với bên Mạnh Thường Quân của chú Bình với chú vợ chồng chú Bình đó. Đó là tôi rất mong ơn cái tinh thần của mấy chú mà hảo quyết tâm giúp cho con mà ông con cháu giúp cho là chú được như vậy là chú nhẹ nhàng, nhẹ thở lắm. Nhẹ thở. Ông vui vẻ rồi đó, cái tinh thần từ đây tới là tôi thấy khỏe con người dữ lắm rồi. Người ta nói là giúp cho cái cần câu chứ không ai bao giờ giúp ai giúp con cá. Đúng rồi. Thì cái cần câu thì đi câu được cá hoài. Còn giúp con cá thì ăn lần là hết. Mình mưu sinh hàng ngày mình sống khỏi mua nè. Đó, rồi có thể mình bán thêm kiếm 50-100 rồi tiền nước, tiền điện rồi này kia đó chú. Rồi đó mưu sinh vậy là khỏe, mình khỏi lo cái gì, đó là nhẹ lắm. Đó cái tinh thần của chú mà bên Mạnh Thường Quân mà giúp được gì là tôi rất là đa nghênh về cái tinh thần là giúp đỡ cho nhà nghèo như vậy là tôi có thể khắc phục lắm. Cô bác, quý anh chị biết không? Những người như chú bên nè, lao động với cái nghề sông nước quen rồi, bơi cái chiếc xuồng nó giống như tập thể thao. Bùi hồ bơi nãy giờ nó ra mồ hôi luôn rồi, cái làn da gặm nắng của chú nè, gặm nắng á, nó đen một cách mặn mòi đó. Rồi thứ hai là với lại cái sông nước này nè, thấy nó nhẹ nhàng rồi dính được con cá mừng, cái tinh thần nó thoải mái. Thành thử là cái tuổi của chú á, 70 mấy rồi, 80 mấy tuổi vẫn gắn bó nghề sông nước là nó có nó cực có vất vả, ở mưu sinh ở tuổi già, nhưng mà đâu đó là cái niềm vui nữa, là một cái tinh thần nữa. Ngày hôm nay có tinh thần hơn nữa khi được quý Mạnh Thường Quân hỗ trợ để cho chú có chiếc xuồng, rồi có được cái tay lưới đó. Và hôm nay con thay mặt cho vợ chồng anh Bình ở Canada tiếp tục hỗ trợ chú 100 đô Canada, tương ứng với 1,8 triệu hả chú? Bây giờ nè là 800.000 là chú sẽ mua vịt, mua đồ đấy, không mua lưới nè, mua lưới rồi tay 240 tay đúng không? Đúng rồi. Ngày mai đi mua chiều văn luôn được không? Được rồi. Bây giờ 1 triệu này là mua con vịt mấy trăm? Thì chắc 200 trở lại. 200 còn 800 để dành mua thuốc ghê đó, thuốc lá. Rồi con gửi cho chú. Chú vàng. Dạ. Là với vậy là lời rồi. Hỏi bây giờ gì nè? Này là 800 với vịt 200 là 1 triệu, còn nợ 800 nè. Dạ, còn 800 này 4 đứa con vịt. Với trái cây rồi rồi đó. Là đủ rồi. Đủ rồi. Còn này là lãi nè. Này lãi là vợ chồng mua trà lá rồi với bánh trái rồi khi anh em đến rồi. Cái này là giăng lưới bán bao nhiêu lần mới được, bao nhiêu mới được? Theo cái này á, theo bán á là từ một tuần mà có khi á nó thiếu nữa, là chú thấy cái ngày bà cậu rồi đó. Hết luôn á. Mà là nó không có còn đủ này. Còn cái này đó, trời ơi, tôi ra hôm trước đây nói vậy đó mà chú tính là có được gì đâu. Dạ. Trong nhà không có dư được 300 đó là chú tính đi. Dạ. Vậy là vui rồi. Vậy là ngày mai chú cháu mình chú đi mua vịt đi rồi nấu khi nào chuẩn bị cúng vậy đó, con alo chú. Rồi mấy chú cháu mình đi bơi xuồng rồi đi thả lưới luôn. Rồi. Ha. Mua lưới mới nha. Lưới mới. Và như vậy là một ông cụ mưu sinh trên sông với cái tuổi ngoài 70 cũng đã được thỏa mãn cái niềm mơ ước, đó là có một cái chiếc xuồng mới và một tay lưới. Cũng vất vả đó, nhưng mà đối với chú thì sống với cái nghề này vui hơn là không có sức khỏe mà nằm tại chỗ. Nhưng mà đúng rồi, thật ra là Bùi Hồ cũng rất là vui khi cho chú như thế này. Một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn gia đình anh Bình ở Canada đã hỗ trợ cho chú. Chân thành cảm ơn tất cả các cô chú, quý anh chị Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ đồng hành với Bùi Hồ trong những hoàn cảnh khó khăn. Và Bùi Hồ sẽ sớm quay trở lại thăm hoàn cảnh của chú vào video clip gần nhất. Và tiếp theo thì chắc có lẽ là Bùi Hồ sẽ quay trở lại hoàn cảnh của ông hai để thay mặt cho gia đình của các Mạnh Thường Quân, thay mặt để gửi phần quà cũng như là có thể mua cho chú một chiếc xuồng. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở clip sau. Rồi rất cảm ơn chú Bình, vợ chồng chú Bình với tinh thần nhân dân ở ngoài để hỗ trợ cho tôi. Tinh thần tôi rất là phấn khởi, mà cuộc sống tôi cũng thoải mái rồi đó. Già như gì mà được như gì là nó quý lắm rồi đó, còn hơn tấm trúng tờ giấy số nữa đó. Nghĩ quýnh số là được rồi. Dạ rồi, xin chào, hẹn gặp lại. Xin chào chú Bình, vợ chồng chú Bình với